mua cái bia lạnh sẵn ở trong ấy. Mua lốc gì? Em biết rồi. Cho anh em tự trừ vào. Về nặng quá thì đeo nhá. Hai thì nhìn luôn. Chân chân luôn. Thọt từ ngày mùng. Chân chân xuống thọt chứ dở ấy. Thôi có quay ra làm gì? Lên sóng nó ngại. Không phải tiêm đâu. Để dàn cái là luôn. Không chuẩn rồi, chết rồi. Thằng làm thôi. Giống lại cứ tần ngước lên trời này. Con cắm nó ngất tình ngước lên trời này. Quay máy hết cả pin hóa ra toàn quay mặt mình. Điện thoại này hết pin bóng kia cầm cái điện thoại mình đốc cầm. Tuần đang chất. Chất tham rồi vào bếp. Có gì anh gửi. Dạ sai ma xe. Gió hơi xe xe lạnh. Ta thì nướng đúng kiểu gì nữa. Thịt nướng thì đúng bài nhưng mà mình không mang ống phát thì lạnh lạnh. Anh Điền Hoài. Già rồi. Giờ già rồi. Đợi than cháy nữa là bắt đầu là cho thịt vào thôi. Quên gọi toàn nó sẽ quên nhà không? Ừ gọi nó đi, gọi thế. Chắc điện thoại đâu, gọi đi rồi. Gọi anh ấy, về đấy thả cho anh ấy. Bảo nó cầm ngay, nó không cầm đâu. Vừa hỏi rồi. Ủa máy mình nó không biết. Nó đi về nhà mà. Nó bảo nó quên nó không cầm. Nhiều ấy. Nó đi về nhà để đấy lại cho anh. Nhưng mà anh khóa cửa. Anh khóa cửa. Về đây lạnh lắm này. Sao kia nó ra ngoài đấy mua luôn cái áo khoác. Đấy. Mấy cái bóng ra cái sổ đụng lỗ. Anh mang vào nhà vệ sinh anh mặc mẹ trong cái bóng rát trong người xong rồi anh khoác áo khoác vào áo cánh như này không ai biết được. Chắc phải vào mẹ không dành mẹ trong cái lều kia mà. Không mang cả áo khoác lên đây nữa. Về phòng chứ gì áo khoác anh cứ lục cái áo anh cứ lục ở chỗ treo ở chỗ tường ấy hay chỗ phòng ngủ ấy tường bên tay trái cái áo là to rộng nhìn thấy rồi là san ra được rồi cho gạt san ra đi cho tôi một kinh nghiệm biết trời cắn à? Cắn. Ui, nhớ tôi. Ở đây chứ, than cháy hết thì
thịt đi, thả thịt và ăn đi. Được rồi. Quẹo một chỗ kìa. Từ từ đã, khi nào để cháy hết than thì nướng ấy, nướng lửa này. Nhanh. Nhanh quỷ. Để cháy than nó cháy hết lửa xong rồi mình nướng nhiệt thì ai nướng. Than đồ đây. Ê, than khúc nè. Mấy tấm nhiệt luôn đấy. Làm sao anh biết? Cái gì? Thằng ngoài mà trời. Mật khẩu gì? Bây giờ mày phải gọi trên Bách. Hay gọi cho thế anh. Gọi cho thế anh. Xe mật khẩu gì? Xe đạp không mật khẩu. Khóa làm cái gì? Mẹ ở bên Nhật bao nhiêu năm rồi vẫn đi khóa xe đạp đó. Chịu. Bia đã về đâu, nướng từ từ thôi, cho lên hết hết. Ăn no hay xong nó bia về là cho một ít này thôi, còn cánh gà còn đâu có chín. Không có thịt bò thì biết kìa. Chia bát. Thôi bán cái để đấy, ai ăn thì lấy, chứ làm gì. Chia mỗi người cầm đứng này. Không cầm. Mày cầm xong cái bát. Không mua lòng à? Lòng tối lắm. Đúng rồi, cầm. Lòng sợ ấy. Rau để đấy anh em mình, ai ăn thì cứ to đây, ăn như là thỏ ấy. Đi rửa đi tỉnh ấy, rau rửa. Quay, quay này có vòi nước này. Lửa. Cánh gà lật nhanh cháy. Cánh gà cháy rồi kìa. Đang lửa tham. Bè đúng rồi bè. Cháy nó phải ôi khói nó mới được, nó mới ngon. Rồi nó phải thiếu khói. Nghi rồi à. Ôi trời. Giá sai là xe đâu rồi. Xe cả đám vào đấy, nó đi nó cười thế nó lại đi gọi cảnh sát đến lại cái điều tra máy mình có hình ảnh nói chứ chưa. Có chả sao. Lại đi 8 về 6. mình chụp những chỗ nguy hiểm thôi, thường thoải mái. Bụng thế. Nhờ sinh à. Tôi méo vì công viên rộng vãi đái đạp xe mãi còn chưa hết ấy. Công viên này là công viên bé nhất của đây này. Có nhất là công viên ở gần siêu thị này. Nguyên lúc này chưa thi còn đấy thì mình đi mỗi chút. Công viên to nhất là công viên ở trước cửa chẳng hạn. Các công viên được 200 mét vuông. 200 mét vuông rồi lại bà nhỏ. 1000 mét chưa hết. 1000 mét đấy. Đây là sợ tính rồi. Thách chắc này đúng không? Chỗ này tất nhiên là phải á. Lẹt tính ngon. Đầu tiên là phải lưỡng kép đây cho nó biết thiên hạ biết mình Việt Nam thì lưỡng. Thế mà để một miếng phải đốt đi. Ôi thế cái nữa cái chín bây giờ không nướng không ăn à? Tỏi cái này nó không thiết kế treo được. Đấy cái lúc nãy gài đấy thì bo lên mà treo. Đấy mọi người cầm bát đấy. Thôi chuẩn bị ăn thôi. Đấy đúng rồi đấy. Đây có cái mảnh này ngày trước là được. Lấy tương ớt này
Ôi giời giời. May ra nhà em dễ tính ấy. Anh lấy bát đấy, ăn đi. Chứ là dần thôi. Đi chơi kiểu như này không phải bông đũa gì. Nó vui anh. Về đây nó gọi lấy xe đạp xe về lấy mấy cái áo ra mà mặc ăn xong về ốm không bỏ vẫn một cơm vất vả như này ai chơi được. Mày vừa dặn mỗi bia còn tôm thì nói chung anh em nó không nghe đâu. Bây giờ phải điện lại thử xem. Bóng luôn kia đây. Từ 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 đắm cái bọt cái đấy. Cái gì? Từ từ cứ ăn đi chạy bố thôi chứ. Ông phải quay tàn cái thuốc anh em mình tranh ăn tranh uống. Ta anh tỉnh. Vậy thế mình dễ mình ăn từ tốn tí. Mày ăn review tao quay cái nào. Quá mà lại có một tỏi đây nhỉ? Mày hỏi có tỏi không đăng. Mày cắt tỏi vào các bát nước chấm đi. Nhặt tỏi mà không nhặt ớt đùa. Các nhiệt của mình ấy. Mày ăn xong hết một hiệp rồi. Nhanh thật đấy. Ăn giống như kiểu cánh, này. Cái cánh gà không giống như củng than. Nướng cháy như than. Chỗ này vừa nữa to ấy. Không mày. Đây là những đầu bếp có 5 sao Michelin đi mà. Còn đầu bếp là xịt. Cái này hay quá. Đẹp quá.
rồi, bỏ đi. Bỏ là bỏ nào, tí em ăn. Cháy nó mới ngon. Cháy hết rồi ăn không được. Rồi có thằng mang điện thoại sang bên kia đấy, rồi bóng mất. Biết nó rơi ở đâu để mày đeo sang bên kia mày để bộ kia nó lấy. Ăn đi, chín đã cháy rồi. Anh tỉnh cắt cho em đi. Cắt hết vào các bát đi. Đúng rồi. Ui ôi, rác này. Mấy bát ăn đi anh. Chín rồi. Chén đi, chén đi. Người ăn đi. Ăn trước để cho đấm bụng thì em mới uống được bia. Ăn gọi lót bụng nữa à? Nhiều thứ báo cáo vợ nhiều quá. Báo liên tục. Chuyện là selfie mà. Mẹ vợ nó lại chửi do bảo mẹ sang cái ăn đi, ăn rồi. Ăn đủ ngó, chết đấy. Ôi, cái loa. Mấy kia chắc đéo mở được xe rồi, biết là cứ bỏ xe đấy thôi. Thôi à? Ừ. Nó chỉ ngà thôi mồi. Thôi ăn. Anh ăn hai cục rồi đấy. Làm gì làm mấy anh vào anh chén không anh em ăn hết. Thôi mở cái gì đâu quá. Mở anh nướng là cơm rồi. Mở lá. Lóa. Quay lá để lên giảm sáng lại. Không phải anh là chim luôn. Là chim đâu. YouTuber. Quay rồi phát, phát rồi hát. Xem cho mọi người xem cái lưỡi lợn này là của nét là không phải nói phép là anh lưỡi ấy, anh lưỡi bò à. Đây là lưỡi bò nhé. Bò của B. Bò là bò 3B. Cô B. Gần điện thoại này cắn luôn nhé. Để trực sát điện thoại này mất mẹ miếng rồi. Ủa chứ cái này gì thái ra không. Không lấy nét được nhỉ. À, có kéo. Uống cả thì nó cắt. Cả hay ăn đất. Cố mầm lấy nát hay cố. Ôi bác đừng quay em. Em đang ăn. Quay miếng thịt bò. Ngoại ấy. Thiện bác. Em chờ anh diễn viên nổi tiếng không đấy. Xèo 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 xèo. Anh sắp hàng mà chưa mang bia này. Hết rồi. Mọi người nhìn cái lưỡi này sâu lên rồi. Quá ngon. Giờ ấy món thịt chó nướng. Thịt chó nướng. Ăn rau ấy, ủa xả thuật thuật. Mẹ cái giống rau không rửa ăn ngon vãi. Mấy thanh niên liều vãi ăn rau không cần rửa. Đây sang Nhật là ăn rau không phải rửa nhá. Rửa mấy nó chất. Ở Nhật là ăn rau không bao giờ phải rửa nhá mọi người nhá. Cháy hết rồi kìa. Cháy bát xôi rồi à? Xôi của tao đâu rồi? Ôi xôi nướng mà. Ôi cháy mất xôi nướng rồi lật lại cái. Ăn này lật rồi đấy. Lật rồi. Xôi ngon đấy, nướng em thế bị ngon đấy. Đen hay là vừng? Vừng đấy. Ăn được.
ăn luôn, còn gì nữa. Nướng nướng ăn nướng nóng. Làm màu, người ta gọi đây gọi là làm màu. Nướng để cho lên màu, người ta gọi là làm màu. Kính, anh cúng nói anh. Tao chín từ lúc lấu rồi. Hết thịt, hết thịt rồi mà lại bia vẫn chưa về. Bia chưa về. Xôi. Không điện bảo. Ôi xôi sao lại xé ra thế? Điện bảo nó vứt xe lại đi. Này có thằng ăn bụng xôi này. Này, ăn bụng xôi. Nghe không phải được được á. Được à. Để cho nó giòn giòn. Giòn giòn nó sẽ cháy điện này ngon. Lật lật cái này đồ không cháy. Sao phải cháy cháy đi ngon. Gan nên nướng hơi bị lâu đấy. Giờ cứ nước nó rơi xuống lại bốc lửa lên mà cái này lên nó cháy điện. Mình đứng ngay ngay chiều khói bay này lát nữa này thơm lắm. Ôm. Gọi em sang ăn đi. Em đứng. Dạ sang xe. Thằng to này đến nó vã hết rồi. Ui ôi. Chờ. Cho ít là thôi. Bốc lửa rồi. Dành lắm rồi bọn kia nó đê về nó ăn hết của nó. Đáo không kịp. Hết lại mua. Hai tiếng đồng hồ mới được mẹ mấy lon bia. Gây mất trật tự không? Còn mình gì? Bật đi. Bật bé rồi. Cho ý thôi anh không tí lại cháy hết không ăn được kịp. Giờ người miếng và miếng. Anh đầu trọc anh thấy thế nào anh đi mua bia những 2 tiếng hồ anh đầu trọc. Anh đọc với em á. Ừ. Em rộng vãi đái nên mình lạc. Các bạn các bạn. Đợi một tiếng nữa mà không thấy về tao thu dọn về ấy. Để tao uống nữa. Tỉnh nhá rồi. Sao kia rồi? Tỉnh chưa đón đi. Gì đấy? Đón đi em. Cưa à? Nước mà bia lên đúng không? Cái này cầm lấy rô hết á. Từ từ. Thank you.
Kháo ảnh. Kháo ảnh, phiên bản kháo ảnh. Lấy cảnh đẹp đúng không? Cảnh đẹp rồi. Trước thì chỉ đàn nguyên thôi. Tám lốc uống rồi hết. Tiên đâu rồi? Xách từng đấy bia về ai uống. Nhưng mà không ai xô thì à. Bia anh thấy nó lạnh rồi mà. Anh mới đi ăn. Bia nó không lạnh lắm đâu. Bia anh thấy lạnh rồi mà. Để tí nữa là còn ai còn hóa đơn gì không? Còn ai mua gì không? Không. Mỗi ngày 3,5 triệu nhá. Rồi thôi. Đây đủ rồi. Con này mà đây. Không chưa? Không quay nữa. Ôi quay là cái gì? Nó bão rồi. Đợi máy bay cơ. Quay.
đây. Một hai ba vô, hai ba vô, hai ba vô. Mỗi người 3,5 triệu nhá. Thôi mọi người không phải đóng đâu, thằng nào đi mua thằng kêu, anh kêu cái bếp rồi đấy. Mình nghe công xí chỗ. Đi công xí chỗ. Ba ca luôn đúng không? Anh mua cái vàng. Ăn không biết vàng là Ichiban Suguri. Tôm chín ăn tôm. Phải giảm được không? Anh ăn muộn, ăn làm giảm được không? Ăn trực tiếp bác hay là quay thôi? Quay thôi. Quay thì về bác ấy cắt cái đoạn nào mà bù láo bố tét nhất, ngựa nhất bác. Này lên. Anh tỉnh ấy. Quay mất tỉnh. Chạy, chạy, chạy. Này giờ này tim tái hết rồi này. Cái này nó có mặc áo rồi nhá. Đấy. Nào biểu nó đâu đâu làm cầm lên uống đi nào. Uống gọn này. Uống hết là nguyên. Hồ cho lắm vào uống từ. Uống ơi, uống đi. Anh đứng cho anh quần được không? Hết lên. Hôm nay uống tao xem. Vào uống đi. Uống đi. Ờ anh còn uống đi không? Anh còn đâu? Anh còn uống đi. Lon nữa kìa. Chơi xong giờ mới về ăn thịt nướng. Ôi là gì đó hồng, gì đó hồng ấy. Ăn khá bánh khỏe em. Ai thùng bia. Cái gì? Lấy một cái túi bóng ra bỏ lon bia để mày quay đi có cháu mày không xin phép mà mày bị chết đấy quê tỉnh à?
chưa chín đâu đúng không? Còn than thì tàn hết mất rồi à? Tàn hết phải đổ than mới vào. Bắt được những cái than nữa đâu. Hôm nay nhanh nhỉ? Gió nhiều quá. Ôi gió. Anh nhân tìm bài hát từ nãy giờ chưa được. Mà to nhà mẹ em đi. Chị chưa nó hồng đấy, chị chưa nó hồng. Như bình ra, tôi là rapper. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương. Đang nghe. Quẩy lên. Lên nhỉ. Anh thích bài lúc này là lượng bật đâu rồi? Đó đây. Anh không bật đấy, nào. Chị hẹn. Chín chưa? Cái giấy đằng này chín rồi này. Còn giấy ngoài chưa chín. Bên trong kia chín. Tôm dưới này, kén gà này. Này lâu chín lắm. Chắc phải cho than vào nó đi. Than rồi. Than chết rồi. Rồi nhá. Đấy cho than vào đi. Đâu, đâu, này. Đây là ngoài chín rồi. Dục than vào đây, dục than thôi, cho than nó thôi. Đâu kia ấy đâu đây, bên này sự bên này. Anh gạt nó ra, bắt đầu anh cho một lớp than nữa. Hết vào.